Chào mừng anh em quay trở lại với kênh game mobile VN của mình. Đấy thì hôm qua mình đã làm một cái video, làm cái event tặng coin và sẽ công bố vào tối thứ sáu, tức là ngày mai. Nếu bạn nào mà chưa tham gia cái event tặng coin này thì các bạn hãy vào kênh của mình và cái video trước cái video này một video thì các bạn hãy tham gia cái event tặng coin nhé. Và mọi lần ấy thì cái game quân game pet này Konami họ thường là thứ năm họ sẽ thay đổi một cái gói gọi là Iconic Moment, nhưng mà hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 thì chuẩn bị hết năm cũ 2021 rồi thì họ đã không ra một cái gói Iconic Moment nào cho chúng ta để xả coin để gọi là tiêu tiền, nhưng họ ra một cái gói mấy thằng Brazil rồi, rất là nói chung là không được, rất là cùi, nên anh em cũng không nên bỏ tiền quay làm cái gì. Nếu anh em thừa nhiều tiền có thể quay là tùy các bạn nhé. Thì hôm nay Konami họ đã ra một cái chiến dịch gọi là FC Bayern Munich Campaign đấy. Thì họ là cái chiến dịch này có ý nghĩa rằng là cảm ơn các bạn đã tiếp tục cái ủng hộ cái game eFootball PES 2021 Mobile, và họ sẽ chiến dịch này và có cái sự kiện đó là Iconic Moment Series Special Agent, đó là họ sẽ ra một cái ông ra một cầu thủ Iconic Moment mới, đó là Alphonso Davies đấy. Thì nhiều bạn cũng đang thắc mắc và rất là nhiều người cũng đang chia sẻ rằng là được free hay là phải quay ra bỏ 100 coin, vậy chúng ta cùng phân tích nhé. Đấy, cái chiến dịch này ấy, thì nó sẽ kéo dài từ 31 tháng 12 đến 2021, từ mùng 6 đến mùng 6 tháng 1 2022. Đấy, mùng 6 tháng 1 2022, tức là thời gian rất là ngắn. Nhiều người cũng cho rằng chỉ có một như thế này. Đấy, nhiều người cũng cho rằng mình phải quay ra như thế này. Đấy, thì chúng mình cùng phân tích là họ sẽ cho free hay cho chúng ta quay. Thì theo mình, bạn thấy rằng từ 31 tháng 12 2021 đến mùng 6 tháng 1 2022, tức là chỉ có một tuần, tức là đến thứ 5 tuần sau, vậy có nghĩa rằng cái này khả năng cao là chúng ta phải bỏ coin ra quay trong rất nhiều các cầu thủ khác đó. Và ai mà fan của SC Bayern Munich thì các bạn có thể bỏ coi ra quay đấy. Tiếp theo cái chiến dịch đó là FC Bayern chiến dịch đăng nhập hàng ngày đấy, thì sẽ kéo dài từ 30 tháng 12 2021 đến mùng 13 tháng 1 2022, và mỗi một ngày đăng nhập bạn sẽ được các phần quà tương ứng như ở trên hình đây. Ngày thứ nhất thì các bạn sẽ được cái thẻ Scout 5 sao của câu lạc bộ Bayern Munich, thẻ ngày thứ hai cũng vậy, và ngày thứ ba đó là cái gói huyền thoại của Bayern Munich Legends, tức là cái gói đấy nó có nhiều cầu thủ của Bayern Munich huyền thoại nhé, thì có thể là Oliver Kahn, có thể là Beckenbauer, có thể là Rum đấy, nó chắc là chỉ mấy cái huyền thoại đấy thôi, của Oliver Kahn này, Beckenbauer này và Rum đấy, và một cái ông cái gì mình đã quên mất tên rồi ấy, đá A ngoài F hay CF ấy đấy. Thì những bạn nào cài chay thì nói chung là có thì càng tốt, và các bạn sẽ quay hết xui ra một trong mấy cầu thủ Legend, tức là Legend tức là huyền thoại vàng như em nhá, chứ không phải là Iconic Moment đâu. Đấy, và còn những cái thẻ Bayern Munich 5 sao ấy thì thực ra cái đấy cho cũng như không anh em ạ, cái đấy cho cũng như không luôn. Với những cái thẻ Bayern Munich 5 sao chúng ta làm gì? Những cái thẻ đấy thì các bạn vào mục Scout sẽ có. Đấy. Nếu mà các bạn quay trực tiếp, quay luôn, ấn chữ sinh này, quay luôn thì tỷ lệ ra cầu thủ đen rất là thấp. Đấy, rất là thấp luôn anh em nhé. Thường là sẽ ra trắng hoặc là đồng thôi. Và những cái thẻ này, những bạn nào mới chơi ý, thì có thể chưa biết cái thẻ này làm gì, các bạn sẽ thường sẽ quay luôn. Và nó sẽ thường ra những cầu thủ rất là đẻo. Những cái thẻ này để ghép cầu thủ. Đấy, ví dụ bạn chọn thẻ FC Bayern Munich này, RWK này, Left Foot này, bạn ấy Available thì nó sẽ ra, chắc chắn ra Sané nhé, chắc chắn ra Sané luôn. Đấy, cái thẻ này mục đích để như vậy. Ví dụ như bạn có thể ghép cầu thủ bạn thích Sané thì bạn ghép. Đấy,
Đấy, ví dụ mình chọn cái này thì sẽ ra một trong hai cái ông tiền đạo cánh phải này. Đây, ví dụ như chọn cái này thì không ra cầu thủ nào cả. Đấy. Đó, cái thẻ Bayern Munich thì mục đích cái thẻ Scout làm sao để các bạn quay ra các cầu thủ. Thế thôi, ghép các cầu thủ thế thôi. Còn cái đấy các bạn mặc dù quay hay không quay thì sang 2022, bản 2022 thì đều bị xóa và sẽ đền bằng GP nhé, được 5.000 GP hay là 10.000 GP gì đấy. Đại loại là rất là rẻ mạt. Nên anh em có thể quay hoặc là để đấy hoặc là bán hay là tùy ý. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đó, vừa rồi là mình đã chia sẻ cái về cái event mới của cái game Pet Mobile trong cái ngày 30 tháng 12 2021 và cái chiến dịch FC Bayern Munich. Nói chung nó tóm lại là cũng quà thì cũng không có gì là ghê gớm lắm. Đấy, anh em nào cày chay thì cũng cố gắng vào game đăng nhập để kiếm các phần thưởng tương ứng với lại từng ngày nhé. Rồi, ok, xin cảm ơn, xin chào tất cả anh em nhé.